Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 20 tháng 10, Thánh Gioan 23. Ngày 21 tháng 10, Thánh Hilarion. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn người người khen thiên Chúa, vì những công trình Chúa dành cho thiên nhiên, vì những công trình Chúa làm cho tôi Chúa vì lấy chi đến đáp ơn người, lấy gì đến đáp ơn Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 20 tháng 10, Thánh Gioan 23. Ngày 21 tháng 10, Thánh Hilarion. Ngày 20 tháng 10, Thánh Gioan 23, Giáo Hoàng Angelo Giuse Roncalli sinh tại miền Bắc nước Ý năm 1881 trong một gia đình nông dân nghèo khổ. Song thân ngài sinh được 13 người con. Roncalli gia nhập chủng viện ở Roma và bắt đầu chương trình học làm linh mục. Roncalli học thần học và sau một thời gian ngài đỗ tiến sĩ giáo luật. Trong suốt đệ nhất thế chiến, cha Roncalli bị bắt tham gia quân đội Ý và ngài đã phục vụ với tư cách là linh mục tuyên úy trong các tiền tuyến. Sau chiến tranh, cha Roncalli được cử làm đại diện ngoại giao của Tòa Thánh Vatican và ngài đã viếng thăm Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, suốt đệ nhị thế chiến, cha Roncalli đã giúp đỡ những người chạy trốn Đức Quốc xã. Năm 1944, cha được chọn làm đại sứ của Tòa Thánh tại Pháp. Vì thực hiện thành công những nhiệm vụ khó khăn, Roncalli được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đặt làm hồng y và sau đó làm giáo chủ thành Venice lúc được 71 tuổi. Dường như vì tuổi cao, đây là chức vụ cuối cùng mà hồng y Roncalli được ủy thác. Thế nhưng, 6 năm sau, hết sức ngỡ ngàng, hồng y Roncalli được chọn lên ngôi giáo hoàng khi Đức Thánh Cha Pio thứ 12 băng hà vào năm 1958. Và Roncalli đã lấy danh hiệu là Gioan 23, lúc đó ngài đã 77 tuổi. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã làm cho cả thế giới phải ngạc nhiên qua việc triệu tập một công đồng chung, công đồng Vaticano thứ hai, một công đồng đầu tiên sau gần 100 năm, có mục đích canh tân và thích nghi giáo hội công giáo. Trong buổi khai mạc công đồng, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã phát biểu với niềm hy vọng và lạc quan về vai trò của giáo hội trong thế giới văn minh. Với lòng chân thành và sự nồng nhiệt, Đức Thánh Cha Gioan 23 không chỉ đề cập đến những Kitô hữu mà còn vươn tới tất cả cộng đồng nhân loại. Mọi người thuộc mọi tín ngưỡng từ khắp nơi trên thế giới đều coi Đức Giáo Hoàng Gioan 23 là hiện thân của chân lý và sự thiện, yêu chuộng hòa bình và hiểu biết sâu xa các dân tộc và các quốc gia. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 canh tân truyền thống có việc rời bỏ trốn tù đầy của Vatican để du lịch ra bên ngoài thành phố Roma. Trong các thông điệp mẹ và thầy và hòa bình trên thế giới, Gioan 23 nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền và cùng làm việc vì hòa bình. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã đem lại những thay đổi quan trọng trong giáo hội.
Nhưng Đức Thánh Cha Gioan 23 không được nhìn thấy sự bế mạc tốt đẹp của nó. Ngài về trời ngày 3 tháng 6 năm 1963. Ngài là một trong các vị giáo hoàng được ái mộ nhất trong các thế kỷ gần đây. Đức Gioan 23 được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong chân phước ngày 3 tháng 9 năm 2000. Và ngày 27 tháng 4 năm 2014, Đức Giáo hoàng Francisco đã tôn phong hiển thánh cho chân phước Gioan 23 tại Roma. Thưa anh chị em và các bạn, Chúa làm những việc mà người ta không thể ngờ được, cũng không thể báo trước, biết trước được những điều mà Chúa làm ngoài sức tưởng tượng của con người. Thế mới bảo đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người, suy tưởng của Thiên Chúa và suy tưởng của con người cách xa nhau như trời với đất. Có ai nghĩ rằng Hồng Y đã 77 tuổi lại được bầu làm giáo hoàng trong cái tuổi 77, và lại càng không thể nghĩ được rằng là một vị giáo hoàng gần đất xa trời rồi mà lại làm cho cả thế giới ngạc nhiên qua việc triệu tập một công đồng chung, một công đồng sau gần 100 năm mới có. Và công đồng Vaticano thứ hai, người ta càng thấy rõ được hoạt động của Chúa Thánh Thần trong hội thánh, những canh tân, những đổi mới mà cho đến bây giờ, thưa anh chị em, người ta còn nhận định rằng là công đồng Vaticano thứ hai đã qua đi bao nhiêu năm rồi mà có nhiều người, ngay cả linh mục tu sĩ cũng không theo kịp những đổi mới của công đồng Vaticano thứ hai. Thậm chí có nhiều người còn vẫn sống trong não bộ, trong cách sống trước công đồng Vaticano thứ hai. Một sự canh tân đổi mới rất mãnh liệt, đó là luồng gió mạnh của Thánh Thần để đổi mới hội thánh, đổi mới từng thành phần trong hội thánh, đặc biệt là tại Vaticano, đặc biệt là những thành phần có trách nhiệm trong hội thánh. Ấy thế mà cho tới bây giờ có nhiều người vẫn còn trì trệ, vẫn còn sống theo lối cổ, lối cũ, thậm chí còn xin được sống trước Vaticano thứ hai, không muốn đổi mới. Có một câu nói là đổi mới hay là chết. Nếu không đổi mới, không theo kịp đà tiến của thế giới, của xã hội, của nhân loại, giáo hội làm sao mà trở thành người dẫn đường được? Người ta đi trước rồi mình cứ ì ạch mình đi theo, làm sao dẫn đường? Làm sao phải bắt kịp được với đà tiến của nhân loại và hướng dẫn nhân loại đi vào con đường mà Chúa muốn, chứ không để nhân loại đi trước và giáo hội ì ạch lẽo đẽo theo sau. Xin Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 23, Thánh Giáo hoàng Gioan 23 là vị thánh khai mở công đồng. Chúa làm những điều mình không biết được, chỉ cho mở mà không cho đóng. Người khác làm công việc khép lại, bế mạc công đồng Vatican thứ hai, Ngài chỉ là người khởi xướng, người đi trước, người mở đường thôi. Như là Gioan Tiền Hô đi trước loan báo đấng cứu thối, đấng cứu thế sẽ đến. Mỗi người chúng ta đôi khi những tông đồ lòng thương xót Chúa được mời gọi làm người mở đường thôi. Người đi trước làm công việc vất vả, nhưng thành quả để lại cho người phía sau. Như thế đấy thưa anh chị em, mình cứ là người đi gieo vãi, đi gieo trồng, việc thu hoạch là người khác, được không? Có khi chúng ta cảm thấy, thưa cha, mình làm với uổng công, có công mình bỏ ra rồi người khác hưởng. Ơ kìa, người gieo và kẻ gặt chỉ là những người thợ trong cánh đồng của Chúa mà thôi. Mình được gieo đã là một cái ơn rồi, có phải công phúc của mình đâu, kể công kể lanh gì. Có nhiều người luôn luôn cứ hãnh diện và bắt người khác phải nhớ mình là người sáng lập, mình là người tiên phong, mình là người gieo trồng, mình là người khởi công. Thôi mình làm vậy thì không có nhớ gì đến công đức của người đi đầu, như vậy thì mình phá bỏ những công phúc của người đi đầu. Chả có gì gọi là công phúc, chẳng có gì là công đức, chả có gì gọi là dấu ấn của người đi đầu cả. Mình đi
Chúa sai mình đi trước thì mình làm công việc đó, rồi người đi sau Chúa sẽ sai họ làm công việc gì đó mình không biết được. Mà cho dù có phủ nhận hết tất cả những gì mình đã làm cũng có thể được mà, vì nếu cái đó nó không còn phù hợp nữa. Anh xây một cái nhà, bây giờ cái nhà đó không còn phù hợp nữa thì người ta có quyền phá bỏ chứ, đúng không? Anh làm một công trình mà bây giờ công trình nó không còn hữu dụng nữa thì để làm gì? Mà để lại ghi dấu ấn của anh à? Công trình là của Chúa, việc là của Chúa chứ không phải của anh đâu mà đòi lúc nào cũng lưu dấu với ghi danh anh trên đó. Xin Chúa cho mỗi người hãy trở thành những tông đồ lòng thương xót Chúa, là những người tiên phong, là những người mở đầu, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa cho thành quả ấy được đạt, ai hưởng công việc như thế nào, đó là quyền năng lòng thương xót Chúa. Mình chỉ là người ra đi gieo trồng, ra đi loan báo, ra đi thực hành lòng thương xót Chúa mà thôi, để ước mong rằng cánh đồng truyền giáo trên thế giới mọi người đều nhận biết lòng thương xót của Chúa. Như thế là mãn nguyện lắm rồi. Ngày 21 tháng 10, Thánh Hilarion. Thánh Hilarion sinh vào thế kỷ thứ tư. Lúc rời bỏ quê nhà Palestina để đến học ở Ai Cập, thánh nhân vẫn chưa gia nhập giáo hội Công giáo. Tại Ai Cập, Hilarion học biết đức tin Công giáo và chẳng bao lâu ngài được chịu phép thanh tẩy. Khi ấy, Hilarion mới chỉ năm 15 tuổi. Sự kiện Hilarion trở về với giáo hội đã bắt đầu một hành trình vinh quang, dẫn ngài đến gần Thiên Chúa hơn. Sau đó, Hilarion lên đường tới thăm viếng Thánh Anton tu rừng. Như Thánh Anton, Hilarion cũng muốn sống ở nơi thanh vắng để phụng sự Chúa Giêsu, Đấng đã đến trần gian để yêu thương con người. Hilarion lưu lại độ 2 tháng với Thánh Anton, nhưng ở đây không có đủ bầu khí thinh lặng, vì có quá nhiều người tìm đến với Thánh Anton để xin ngài giúp đỡ. Không gặp được thứ bình an mình đang tìm kiếm, Hilarion quyết định rời bỏ chỗ ấy. Sau khi phân phát hết tài sản cho người nghèo, Hilarion tìm đến một nơi thanh vắng và sống ở đó như một ẩn sĩ. Thánh Hilarion cũng phải chiến đấu với nhiều cám dỗ. Đôi lúc dường như những lời cầu xin của ngài chẳng được Thiên Chúa ưng nhận. Tuy vậy, Hilarion không để cho những cám dỗ này ngăn cản mình cầu nguyện một cách chăm chỉ hơn. Sau 20 năm sống trong sa mạc, vị ẩn tu thánh thiện này đã làm một phép lạ đầu tiên. Chẳng bao lâu nhiều người bắt đầu tìm đến túp lều của Hilarion để xin ngài giúp đỡ. Cũng có nhiều người xin Thánh Hilarion cho phép được lưu lại với ngài để học nơi ngài cách thức cầu nguyện và làm việc đền tội. Với lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân lớn lao, vị Thánh đã mời họ ở lại với mình. Nhưng sau cùng, khi được 65 tuổi, Thánh Hilarion bắt đầu du lịch từ nước này sang nước kia để tìm bầu khí thanh bình và tĩnh lặng. Tuy nhiên, danh tiếng về các phép lạ mà Thánh Hilarion đã làm do lòng thương xót đã luôn khiến nhiều đám đông tìm đến với ngài. Vài năm trước khi về trời, Thánh Hilarion đã tìm được sự thanh vắng mà ngài hằng ao ước, và Hilarion cảm thấy thực sự được ở yên một mình với Thiên Chúa. Thánh nhân qua đời năm 371, hưởng thọ 80 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, khi mà chúng ta nghĩ rằng tha nhân và những hoàn cảnh sống chi phối việc kết hợp giữa chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Thánh Hilarion. Thánh nhân sẽ chỉ cho chúng ta cách thức tìm kiếm Chúa Giêsu, cho dù đôi lúc cũng phải quan tâm tới tha nhân và những vấn đề khác. Đặc biệt là ngày hôm nay, trong một thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ, chúng ta thấy cuộc sống là cuộc sống chạy
cuộc sống vội, cuộc sống của những thức ăn nhanh, của những giải pháp nhanh, cái gì cũng nhanh nhanh nhanh, cuộc sống của những ồn ào, cuộc sống của những xô bồ náo nhiệt, tìm được một chỗ thanh vắng giữa thành phố không dễ. Chúng tôi vẫn khao khát mong ước có được một ốc đảo lòng thương xót Chúa ở giữa thành phố. Có người bảo sao cha không lên mãi rừng Bảo Lộc hay là mãi vùng quê xa vắng nào đó để mà làm. Đất đai rộng rãi, bảo điều đó thì dễ. Nhưng mà làm sao người thành phố đến được, đi được. Ở giữa thành phố mà có được một ốc đảo để nơi đó người ta tìm đến. Những giờ trầm lắng, những giờ thinh lặng, những giờ chiêm niệm, những giây phút có được những sự thinh lặng để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa như là Thánh Hilarion đây. Khao khát đó, mong ước đó, có một ốc đảo lòng thương xót, nơi đó có những nhà tĩnh tâm, nơi đó có nhà cầu nguyện, nơi đó người ta cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, nơi đó người ta thực hành lòng thương xót Chúa, có khám bệnh phát thuốc cho người nghèo, có của ăn cho những người khó khăn, nghèo túng, rồi chăm sóc cho những người già neo đơn, và đặc biệt là nơi nương ẩn cho những kẻ tội lỗi tìm đến với ngai tòa lòng thương xót Chúa, nơi bí tích hòa giải được các cha về hưu ở đó chăm sóc. Khao khát lắm thưa anh chị em, đi nhìn biết bao nhiêu tòa nhà, những công viên, những khu giải trí mọc lên đầy hết ở thành phố. Có đất mà, có đất để người ta vui chơi, có đất để người ta ăn chơi, nhưng làm gì có đất để cho người ta tĩnh tâm, người ta trầm lắng, trầm lặng lại. Cứ cầu nguyện thưa anh chị em, biết đâu một ngày nào đó ước mơ đó trở thành hiện thực, có một trung tâm tĩnh tâm lòng thương xót ngay giữa thành phố. Nếu chưa thể được thì mỗi chúng ta cũng là những ốc đảo lòng thương xót của chính mình. Giữa cái ồn ào, giữa náo nhiệt này, bạn hãy dành ít phút trong ngày, đặc biệt là 3 giờ chiều, bạn dìm mình vào đại dương lòng thương xót với chuỗi kinh lòng thương xót. Bạn dành những thời giờ để lắng nghe những bài chia sẻ chúng tôi gửi đến cho các bạn, bài giảng lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Dù giữa bao nhiêu ồn ào, bao nhiêu náo nhiệt, tivi, điện thoại, tin nhắn, iPhone, iPad, đủ mọi thứ, hãy dành những phương tiện ấy để chúng ta truyền tải những sứ điệp về lòng thương xót Chúa, những bài giảng về lòng thương xót Chúa, để anh chị em trong cái ồn ào ấy dành những giây phút quý báu thinh lặng trong ngày để lắng nghe lời Chúa, lắng nghe bài giảng về lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện với lòng thương xót Chúa qua chuỗi lòng thương xót, để tâm hồn có được sự bình an giữa bao nhiêu ồn ào, lo lắng, bận rộn náo nhiệt của cuộc sống hôm nay. Nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.